Thưa quý vị và các bạn, ô nhiễm rác thải nhựa đang ngày càng đe dọa đến môi trường và cuộc sống cộng đồng. Nhằm giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn, thành phố Huế đang hướng đến đô thị giảm nhựa trong tương lai gần bằng cách triển khai nhiều giải pháp xóa rác thải nhựa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường để nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ môi trường, góp phần làm cho vùng đất cố đô thêm sáng, xanh, sạch. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, lượng rác thải sinh hoạt ở thành phố Huế đang gia tăng nhanh, hơn 400 tấn một ngày. Trong đó, rác thải nhựa chiếm hơn 15%, gây sức ép về môi trường và mỹ quan đô thị. Vì thế, vấn đề phân loại chất thải rác sinh hoạt đang là yêu cầu cấp bách được thành phố Huế chú trọng và đẩy mạnh triển khai. Qua gần 2 năm triển khai chương trình phân loại chất thải rác sinh hoạt tại nguồn trong khuôn khổ dự án tại thành phố Huế, đến nay đã có khoảng 700 thùng lưu chứa các loại bố trí tại hàng trăm điểm công cộng trên địa bàn nhằm tạo điều kiện để người dân thực hiện phân loại rác. Ban chỉ đạo của phường Thuận Hòa sẽ cho tiến hành tuyên truyền sâu rộng trên toàn thể các hộ dân, vận động các hộ dân tham gia cuộc vận động này hiệu quả hơn, đồng thời cũng thành lập các đội tuyên truyền và lực lượng chính là đoàn viên và hội viên của bên đoàn và phụ nữ trong các đội hình tuyên truyền viên này đến các khu dân cư. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường in cung cấp 70.000 tờ rơi tuyên truyền phân loại rác tại nguồn để các phường xã cấp phát cho các hộ gia đình. Tổ chức WWF Việt Nam hỗ trợ xây dựng cấp phát cho lực lượng tuyên truyền viên cấp phường, tài liệu, video hướng dẫn, 1.500 quyển sổ tay hướng dẫn tuyên truyền về phân loại chất thải rác sinh hoạt tại nguồn. Ngoài ra, thành phố Huế cũng đã phối hợp với dự án Huế đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam thực hiện nhiều hoạt động nổi bật như chiến dịch người dùng hiện đại không ngại giảm nhựa, tuyên truyền kêu gọi người dân mang theo đồ dùng cá nhân khi mua sắm và hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, tuần lễ nói không với túi ni lông tại các trung tâm thương mại, các chợ truyền thống, học sinh với các hoạt động tái chế rác thải, đổi rác lấy quà. Các sự kiện này tiếp tục lan tỏa, trở thành thói quen của mọi người dân Huế để Huế thực sự xứng tâm với danh hiệu thành phố du lịch sạch ASEAN, thành phố thân thiện với môi trường. Hôm nay thì em được biết có mạng Facebook và em tập hợp những bạn lại để tham gia. Thì em thấy là nó gồm những hoạt động về bảo vệ biển và bảo vệ môi trường thì em thấy nó rất là bổ ích. Tại các trường học ở thành phố Huế, nhiều hoạt động đa dạng như rung chuông vàng, thi vẽ tranh về phân loại rác và giảm nhựa, hội trại với chủ đề bảo vệ môi trường, tổ chức thu gom rác thải ven biển đã diễn ra thường xuyên. Các tiết dạy học về môi trường, giảm nhựa, phân loại rác đã được giáo viên lồng ghép vào các môn học chính khóa. Hiện tại trong môn học hoạt động trải nghiệm thì các em đã được học rất nhiều hoạt động, ví dụ như là chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và được thực hiện ngay tại chính ngôi trường của mình. Và các em cũng đã biết cách áp dụng ngay tại chính gia đình của em và đạt được kết quả rất là tốt. Thì bên cạnh đó thì các em còn được tham gia các hoạt động cũng như là câu lạc bộ Em yêu môi trường của trường tiểu học số 1 Thuận An. Và từ đó các em có thể biết cách phân loại rác thải từ các chính cái thùng rác mà hiện tại ở thành phố Thừa Thiên Huế của chúng ta là đang triển khai. Khi tổ chức các cái hoạt động này thì nó rất là thuận lợi. Đồng thời là ban giám hiệu nhà trường cũng đã là chỉ đạo giáo viên bộ môn là lồng ghép các cái kiến thức nội dung liên quan đến là giảm nhựa và phân loại rác tại nguồn là vào một số môn học như là môn giáo dục công dân hay là môn khoa học tự nhiên và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thì đều đạt các cái hiệu quả rất là tốt, rất là tích cực. Tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung đã triển khai nhiều hoạt động để bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, nổi bật là phong trào ngày chủ nhật xanh, nói không với rác thải nhựa. Thành phố Huế cam kết đến năm 2024 sẽ trở thành đô thị giảm nhựa với 70% chất thải rắn được phân loại tại nguồn, thu gom và xử lý, đồng thời rác tái chế từ bãi chôn lấp được đẩy mạnh thu hồi, mong muốn đưa Huế trở thành một điểm đến không rác nhựa vào năm 2030.